Châu Thanh ơi. Gì vậy? Cali mình hôm nay trời cũng mát mẻ quá ha. Từ tối hơn tí xíu nữa xe lạnh như Đà Lạt mình. Đúng rồi, anh thích lắm. Anh ơi, sao em hẹn với anh nhí nãy giờ chưa thấy ảnh vậy? Trời ơi, ngôi sao miệt vườn là đúng 8 giờ là phát sóng trên kênh Khương Dừa. Ổng mà tới trễ một cái là... Tới trễ rồi nào, ta tới lâu rồi, ta tới trước đây cả tiếng đâu mà. Trời ơi, em mới nói với anh Thanh là anh đến trễ nè, em lo quá trời. Bởi vậy em chủ nhà kiểu gì kỳ quá, nhà của bả mà bả tôi vô cả tiếng đồng hồ bả không biết. Anh ở dưới bếp á, anh gọt trái cây kìa đó, trái cây đó. Vậy hả? Mời anh Thanh với lại Ngọc Quyền ăn nè. Chắc nãy giờ em lo làm điệu á trời. Mình coi chương trình chút nữa cũng live stream trực tiếp vậy cho nên mình phải làm điệu. Anh đi sớm anh nôn quá, nôn coi quá gần tới giờ chưa anh? Hôm nay á, anh có chuẩn bị một món quà tinh thần. Ủa vậy hả? Bị gì coi chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn anh thích quá à. Vì vậy cho nên anh có mấy câu thơ anh cảm tác nè. Thấy thương quá nên anh mới đặt cái chữ Ngôi Sao Miệt Vườn thành là... Bốn câu thơ. Bốn cái câu Ngôi Sao Miệt Vườn thành bốn câu thơ nha. Dạ rồi. Em nghe có được không? Góp ý anh nha. Dạ. Có gì mình gửi về để tặng chương trình nha em. Ha. Dạ. Ngôi sao hành ngộ đây rồi. Ngồi. Sao mà vui quá đông đầy đáng yêu. Sao miệt mài thương biết bao nhiêu. Miệt vườn hoa nghệ thuật xíu xíu nghĩa tình. Tức là ngôi sao miệt vườn hay hành. Anh mắc ca quá à. Anh gọi cho Khương Dừa đi. Để giao luôn rồi ca luôn. Phát hình chưa? Em máy em có sóng mạnh á, bắt gọi giùm anh đi. Rồi bấm. Rồi bấm. Rồi. Rồi, để nghe nghe coi. Nghe. Dạ em nghe anh chị. Khương ơi. Dạ. Rồi. Đây. Em đây. Đây. Từ từ gọi để em chuẩn bị em dẫn chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn tập này cái đã. Bữa nay là em làm trực tiếp luôn đó nha. Rồi. Anh Châu Thanh mắt khác cho nên là mắt khác thằng em. Bây giờ còn vài phút nữa để vô chương trình trực tiếp live á anh, dạ. anh Châu Thanh hát tặng em được không? Dạ được. Bây giờ mấy anh chị giữ máy nha. Để em chào bà con cô bác khán giả đang xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn trực tiếp đi. Rồi xong em kết nối rồi mình anh chị mình giao lưu ha. Dạ. Em Dừa ơi, nôn quá Dừa ơi. Dạ chào mừng quý bà con cô bác đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, chuyên dân sứ và im len nhà khoa Anna, chuyên gia máy lọc nước Enterprise và vua điện máy, cùng các nhà đồng hành Adnos Sunka Media, Dena Care sạch nám sạch mụn, bánh tráng Tân Nhiên, Tấn Quân Audio, nhà thiết kế Tâm Huỳnh, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Bình Chánh và cà phê Lễ Đá. Dạ cảm ơn các nhà tài trợ và các nhà đồng hành rất là nhiều. Dạ rồi anh chị ơi, mình trở lại sân khấu nha. Chào Khương Dừa, Khương Dừa thấy hình anh chưa? Em thấy rồi, em thấy ba anh chị ngồi rồi. Thấy rồi. Ủa mà sao phía sau bà con cô bác ngồi đông quá vậy? Đang coi. Bà con ở tại khu nhà chị Cali cũng mê lắm nè chị. Dạ. Mời bà con cô bác đến hết đây coi. Dạ. Coi Ngôi Sao Miệt Vườn. Trời ơi, em nói là em cũng rất là vui khi mà chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn á, mùa 1 được bà con bác yêu mến. Rồi mùa 2 phát sóng mấy tập đầu cũng được bà con của bác yêu mến nữa. Không chỉ bà con bác trong nước mà bà con nước ngoài cũng yêu mến luôn. Đúng rồi. Bây giờ trước khi mà mình coi cái chương trình đêm nay á, anh Thanh muốn tặng cho mọi người. Anh Thanh hát cho mọi hát người nha. Anh Thanh ha. Dạ anh rồi. Anh Thanh. Tại vì anh yêu quý, bởi vì cái món ăn tinh thần nó quan trọng con cuộc đời con người lắm biết không? Dạ. Dù có tiền có bạc nhưng mà không có niềm vui thì làm sao giờ mà sống nó hạnh phúc được em. Đúng rồi, chính xác luôn. Em kết nối để cho bà con bác rồi em kết nối khắp mọi miền đất nước nghe luôn nha. Anh ngâm lại rồi anh vô dụng cổ luôn. Dạ. Trời ơi, anh rước Hoàng Hiệu từ Việt Nam sang nè. Dạ tới rồi. Ngôi nhà hạnh ngộ là đây. Sao mà vui quá thật là đáng yêu. Miệt mài thương biết bao nhiêu. Vườn hoa nghệ thuật xíu xíu nghĩa
tình. Hay quá anh ơi, bốn chữ đầu của bốn câu thơ là kết nối lại là ngôi sao miệt vườn. Đúng rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Ngôi sao miệt vườn ơi, dù ở nơi xa nhưng lòng tôi vẫn nhớ, vẫn mong được ngày trở lại quê hương để cùng tham gia trong chương trình ngôi sao miệt vườn. Hay quá anh ơi. Thương quá thương người em, tổ chức một chương trình thật là ý nghĩa nhân văn, em đã làm cho bao nhiêu người phải có được niềm vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn em, cảm ơn tất cả những ban tổ chức đã gây dựng lên một chương trình thật là ý nghĩa. Cảm ơn thí sinh khắp miền về đây để cùng tham gia trong một chương trình. Ngôi nhà hạnh ngộ là đây, vui sao vui quá thật là đáng yêu. Biết mài thương biết bao nhiêu, vườn hoa nghệ thuật siêu siêu nghĩa tình. Hay quá anh ơi. Chương trình Ngôi sao miệt vườn cảm ơn anh Thanh đã cảm tác và hát rất là ngọt ngào bài hát để tặng cho Ngôi sao miệt vườn ha. Rồi bữa nay nè, bây giờ mình kết nối trực tiếp cho nên là mời ba anh chị mình ngồi để mình xem trực tiếp chương trình. Mình có cái gì mình góp ý cho bà con cô bác thí sinh Ngôi sao miệt vườn luôn nha. Ok dạ. Và mở đầu chương trình hôm nay sẽ là tiết mục của một chàng trai rất là duyên dáng dễ thương. Chàng trai ấy đã si tình một cô gái bao nhiêu năm rồi mà chàng trai này tìm cách tỏ tình hoài mà không được. Cho nên hôm nay chàng trai ấy muốn nhờ cái sân khấu Ngôi sao miệt vườn tỏ tình cùng người yêu, để chúng ta xem chàng trai ấy có tỏ tình được thành công không nha bà con bác. Mời bà con bác cho một tràng hỗ tay ạ. Mới sáng sớm mà thằng Hưng kêu tao mày ra đây có chuyện gì nhỉ? Ê, ê, tao nè. Ê, Hưng. Mày kêu tụi tao ra đây có chuyện gì vậy? Thì hôm nay có chuyện nhờ hai thằng mày. Tao thích bé Ngọc quá, mà bây giờ tao không có cách nào để tỏ tình với bé Ngọc hết trơn á. Yeah. Bây giờ hai mày là bạn tao đúng không? Hai mày bày cách cho tao đi, tỏ tình với bé Ngọc, mà tỏ tình một lần là dính luôn nha. Mày có tiền không? Cái chuyện đó mày cứ yên tâm, tao hiểu tính hai thằng mày mà. Tao sẽ bày cho mày một cách anh hùng cứu mỹ nhân. Cách đó cũ rồi. Cũ nhưng vẫn hiệu quả bình thường. Được không? Vậy bây giờ mình làm sao? Ok, bây giờ mày lui về hậu phương đi, cứ để tuyển tuyến cho tụi tao. Ok, bây giờ nha, tao ra phía sau tao đứng, mọi việc á là trông kệ vô hai thằng mày hết nha, nha, gắng giúp tao nha. Mà làm gì vậy? À, tại thấy em xinh quá cho nên tụi anh định sàm sỡ một chút thôi. Tránh ra nha. Mấy anh không tránh ra mà là tôi la lên đó trời. Em la đi, anh vào là vừa. Cứu tôi với. Ê, dừng lại. Hai thằng mày tính làm gì đó? À, tụi tao đang sàm sỡ, mày mà rảnh thì phụ với tao một tay. Ngọc, có anh đây rồi. Em đừng có sợ nha. Hai mày định sàm sỡ gái nhà lành phải không? Đúng rồi. Tao á ghét nhất cái loại là biến thái sàm sỡ con gái nhà người ta như hai thằng mày. Ngọc, em cứ yên tâm đi, có anh rồi. Anh sẽ dạy cho hai thằng này một bài học để cho nó chừa cái tật biến thái sàm sỡ của nó. Anh cẩn thận nha anh luôn. Em cứ yên tâm, đừng có nhìn, cứ để cho anh vô từ thằng thôi nha. À, 3, 2, 1, 5. À, 500 đủ tiền viện rồi. Ê, ý đồng hiếp yêu hả? Miro,
Miro thổi. Miro nói chuyện. Đổi tóc giả chi á, lấy cái keo xịt xẹt lên là được rồi. Anh Diễm quên Miro luôn. Ba có sao không bác? Em có sao không? Anh xử ba nó rồi. Em đâu có sao đâu. Mà sao anh đánh ba em của em vậy trời? Hả? Ba. Ba của em hả? Ê, sao có ổng nói gì? Có sao không bà? Tao tưởng mày thuê thêm. Tao tưởng hai thằng mày thuê. Hay làm sao bây giờ? Thì điện xe cấp cứu đi ông nội, điện đi. Đừng có sao không bà? Đừng quên bài thật giả luôn con. Chết tôi rồi, chết tôi. Bác ơi bác, con xin lỗi nha bác. Bác có sao không bác? Con này. Nè. Bác có sao không? Anh gọi cấp cứu chưa mà anh gọi hoài vậy? Anh gọi cấp cứu rồi em, nhưng mà chắc á, hôm nay là cuối tuần á, cho nên là xe cấp cứu đến chậm em. Bác gắng chút xíu nha bác. Xe cấp cứu đang đến nha bác. Quýnh gì quýnh dữ vậy? Bà ơi, bà có sao không bà? Đau. Con nhớ mỗi lần ba đau là con hát cho ba nghe, để cho ba đỡ đau á. Giờ con hát cho ba nghe nha. Đau quá. Sẵn sàng chưa ba? Bạc liêu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu vui sông ca trốn trên bờ Triệu Châu. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng có ra mình giàu. Trời ba con hát vậy ba đỡ đau chưa? Trời bé Ngọc, anh quen với em mấy năm nay á, mà đây là lần đầu tiên anh nghe em hát luôn á. Mà phải công nhận á là em hát hay thiệt. Cảm ơn anh. Anh thấy á, hầu như là con gái Bạc Liêu á, ai hát cũng hay hết trơn á. Anh biết sao không? Sao em? Bà của em á. À vậy hả? Ngọc à, anh nói em nghe nè nè. Nghe ai hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở miệt giá rai, người con gái có ngon đơn thiệt hay. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để được nghe tiếng đơn kim. Ba có nhà trà khá, đời cần lao nước da mặn mà. Bàn tay chai bởi cao muối đua, đời nhà nóng sống quanh quần ruộng lúa. Nắng mưa, mưa nắng hai mùa, nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Không phải là công tử Bạc Liêu mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu, không đẹp như tiên nhưng ăn nói thiệt có duyên. Đi xa nói về Bạc Liêu, lòng sao xuyên nhớ quê hương nhiều. Dù trăm năm vẫn còn tiếng tăm, về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu. Thế gian đâu dễ phai tàn, bài giả cố hoài lang. Có sao không bác? Bác còn đau không? Bác ơi, bác còn đau không? Mà đau. Bác có sao không? Nè tôi đau. Cảm ơn cô. Cô ba có nhà trà khá, đời cần lao nước da mặn mà. Bàn tay chai bới cao muối đua, đời nhà nóng sống quanh quần ruộng lúa. Nắng mưa, mưa nắng hai mùa, nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Tôi không phải là công tử Bạc Liêu mà tôi đây
chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu, không đẹp như tiên nhưng ăn nói thiệt có duyên. Đi xa nói về Bạc Liêu, lòng sao suy nhớ quê hương nhiều. Dù trăm năm vẫn còn tiếng tăm, về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu thế gian, đâu dễ phai tàn bài giả cô hoài lang. Về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu thế gian, đâu dễ phai tàn bài giả cô hoài. Còn ba của em đâu? À, chết cha. Ba ơi, ba có sao không ba? Thôi, để tôi tự đi bệnh viện. Ba vợ ơi, ba vợ. Để tôi tự đi. Chờ con với ba vợ. Ai hai gã con gái mà cưới. Dạ, ba vợ. Cảm ơn con. Ba vợ ơi, chờ con với. Ba vợ. Khốn nạn. Khốn nạn. Rồi, vậy là tỏ tình lần này cũng gãy luôn rồi hả? Quýnh ông già vợ luôn anh ơi. Quýnh ông già vợ sẽ có cửa. Em không biết quýnh ông già vợ tương lai mà bây giờ cô con gái người ta mà quýnh ta thôi cho nhập viện coi đó luôn cho nó cơ hội đi. Anh nói đi là em chịu liền á. Hả? Em chịu liền vậy thì nhìn nó biết chịu rồi. Rồi đi xuống dưới đi đợi xíu rồi xuống cử hành hôn lễ luôn cho. Dạ rồi, cảm ơn bé Ngọc nhiều nha. Dạ bé Ngọc đến từ Kim Khiết Diamond, nhân viên bán kim cương mà diễn thấy ghê không. Dạ cảm ơn diễn viên Đỗ Phong, cảm ơn diễn viên Thanh Trương và cảm ơn bạn Thái nhiều nha. Xin chào bà con bác đi cưng. Dạ lời nói đầu tiên á, cho phép Hưng xin kính chào trước nhất là ba vị giám khảo yêu quý của Hưng, tiếp theo là anh Khương Dừa và toàn thể quý ông bà cô bác có mặt nơi đây, cũng như là quý ông bà cô bác đang xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Hãy diễn sung quá bỏ cái micro luôn hả, chạy nói sân khấu không nghe. Hồi nãy em diễn em quên luôn, quá nhập tâm rồi. Dạ dạ mời ban giám khảo góp ý cho Phước Hưng ạ. À. Alo Phước Dừa hả? Dạ em đây nè. Đã quá Phước Dừa ơi. Đã không anh? Chuyện duyên của em đẹp trai á. Trời đất ơi dễ thương quá em ơi. Dạ nhưng mà anh này diễn chưa đạt đâu, em thấy anh diễn còn sâu hơn á. Anh phải về Ngôi Sao Miệt Vườn anh diễn mới được. Chắc chắn rồi, thích lắm. Dạ chúng dạ em gửi giùm anh 10 bông nha. Nói 10 bông, 10 bông. Anh ơi anh. Hả? Em nhớ mấy cái tập trước có cái ông thần đèn á. Em nói ông thần đèn cái quá biến phép gì đó, cái là mình xuống ngay tới Ngôi Sao Miệt Vườn luôn ha. Chứ còn mà gửi bông xa lắm anh. Đứng lên. Đứng lên. Ông thần đèn ơi. Ông thần đèn hử ơi. Thần đèn hử ơi. Rồi bắt đầu. 1, 2. Ba la. Xét. Ô trời ơi. Không giận rảnh thiệt. Cho anh nhé, chị Ngọc Huyền. Thôi, trời ơi. Bắt tay coi. Trời ơi. Trời ơi. Mến quá, giờ mới gặp. Trời ơi. Ê, thi sinh. Anh mới về hả? Nó nghe. Cuối cùng ông Cương Dừa mới là diễn sâu nhất. Trời ơi chị, khỏe chị. Nắm tay em và ôm thí sinh này đó. Trời ơi, nó diễn sâu dễ sợ luôn. Giống như anh Thanh nói nè, đẹp trai nè. Có giọng hát rất là ngọt ngào nè. Rung quá. Quên cái micro luôn. Nếu mà anh Khương Dừa không nhắc á, là một hồi con hát thì sao? Anh Khương Dừa mà không nhắc cái đoạn đó thì con diễn không cái micro. Nhưng mà tới cái đoạn hát là con bò đi kiếm cái micro. Cũng còn khôn. Cũng còn khôn là tính trong đầu là tới đoạn hát thì sẽ đi kiếm micro. Chứ nếu con không kiếm micro quê con đâu vậy? Dạ quê con ở An Giang xứ lụa. Nếu nãy không có lấy micro là về đó. Về An Giang luôn. Hết rồi con lấy kịp. Rồi con làm nghề gì? Dạ bình thường thì con đi học ở salon tóc mà làm tóc. Với lại là con kết hợp với vợ của con là làm cho nó ok hơn. Tại vì chú hồi nãy ở bên Mỹ chú không có gần gũi con được. Bây giờ về đây cũng muốn chụp một hình kỷ niệm với Thúy Sinh. Dạ. Nha. Đó, nó bắt đầu này dí, cười lắm em, cười lên. Đó. Cô Quyền vui lắm bởi vì cô Quyền thấy là cô Quyền cười lăn cười bò luôn. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn. Rồi nhiều cảm ơn mấy cái người diễn viên hỗ trợ nghe. Nhất là cái ông cha đó. Đỗ Phong, diễn viên Đỗ Phong. Ông rớt cái đầu tóc giả ông lượm lên. Được. Đây. Cảm ơn cô Quyền. Đây quà của chú tặng nha. Dạ, cảm ơn chú Minh rất nhiều. Rồi, cảm ơn con.
Dạ hôm nay á thì đến với chương trình á, con có mang một ít quà ở quê nhà của con là cô con nấu. Đây là món dân dã thôi, là món tương đậu, là gọi là tương hột á. Là mình ăn chấm rau củ quả rất là ngon. Ăn chay được á con. Dạ ăn chay rất là ngon luôn á cô. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn con nhiều nha. Cảm ơn cô của con luôn nha. Dạ, chị ở nước ngoài về quà này quý lắm. Quý lắm. Quà quê mà. Rồi ba anh chị về thôi, ở đây ngồi coi chương trình luôn ha. Rồi, ngồi luôn đi. Nãy giờ không để ý, nãy giờ di chuyển bà con cô bác bển qua đây hết luôn rồi. Nè, xuống thẳng đi cưng. Dạ, gửi tặng cho bà nhé. Cảm ơn con nhé. Cảm ơn cô con luôn. Bà này là gửi tặng cho anh Cưng Dừa. Dạ, nhờ anh chị em trong ekip á, là hướng dẫn tận tình cho nên là nãy diễn nhập tâm quên micro luôn mà. Mà vui phải không? Dạ vui, rất là vui luôn. Rồi, cảm ơn cưng. Rồi, xuống dưới đợi kết quả nha. Bà con của bác thân mến, mình thấy á, hai đứa nó cũng dễ thương không? Nhưng mà lỡ đánh ông già vợ rồi, ông già vợ ông đâu chịu đâu. Cho nên hai đứa đâu có đến được với nhau. Và cái câu chuyện tình này nó kéo dài nhiều năm sau nữa. Và bây giờ bà con bác hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện tình này như thế nào nha. Tại sao lại như vậy? Tại sao ba mẹ lại cấm cản con? Tụi con yêu nhau thật lòng mà. Kỳ này ba mẹ mà cấm cản nữa là con trốn nhà con đi luôn đó. Trời ơi. Trời ơi, lúc nào cũng món đắng hổ đói. Lúc nào cũng tiền bạc. Trời ơi. Nhưng Ngọc ơi, Ngọc ơi, anh thương em nhiều lắm. Sao hôm nay em tới trễ vậy Ngọc? Em đâu rồi Ngọc? Anh Quân. Hả? Ủa Ngọc, anh chờ em có lâu không? Trời ơi, sao hôm nay em tới trễ quá vậy? Anh biết không? Sao? Ba má em đang ngủ. Hả? Em phải trốn ra đây gặp anh một chút đó. Ờ. Anh nói gì nói lẹ đi. Trời. Để thôi ba má em thức dậy là khó xử lắm đó anh. Ba má em ngủ thức dậy sớm lắm hả? Ngủ bao lâu? Nửa tiếng à. Trời đất ơi, gì ngủ có nửa tiếng? Ba má em mất ngủ hả? Trời ơi, trời sao trời không thương hai đứa mình. Trời ơi, yêu nhau 50 năm rồi đó. Trời ơi, yêu hồi mà 25 tuổi tới giờ 75 tuổi mà anh không cho cưới. Có lẽ mình có duyên mà không có nợ. Tại sao? Thôi, tạm biệt. Ngọc, anh về đi. Anh về đi. Anh thương em thật tình mà Ngọc. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao cấm cản tình yêu của đôi trẻ này vậy? Ngọc. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạy bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào xưa lo cho số phận lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa sớm nỡ tôi ta đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa thôi thế là thôi là thế anh khúc tình ca thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới gặp nhau ngày biệt ly chúng mình chưa nói năm năm cách biệt nào
trăm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thay buồn tình kia ngăn đôi đường, nhớt kỷ đời tôi ghi thêm một lần thương. Ngọc ơi, thôi bây giờ em tính về nha, hay là em bỏ nhà theo anh được không Ngọc? Không anh. Tại sao? Em không vì chữ tình mà quên đi chữ hiếu. Sao vậy Ngọc? Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Bỏ nhà theo anh đi em. Không được đâu anh. Trời ơi. Thôi thế ấy là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thương. Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều. Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới gặp nhau. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thay buồn tình kia ngăn đôi đường, nhớ kỷ đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thay buồn tình kia ngăn đôi đường, nhớ kỷ đời tôi ghi thêm một lần thương. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Ngọc ơi tại sao lại như vậy? Trời ơi anh thương em thiệt tình mà. Anh à, kiếp này thôi mình chia tay đi anh. Tại sao? Trời ơi Ngọc ơi, anh thương em thiệt tình mà. Em đừng có lấy chồng nha. Rồi anh cũng đừng có lấy vợ nha. Không, anh sẽ chờ đợi em. Anh sẽ không lấy vợ. Em ráng chờ đợi nha. Rồi tạm biệt giờ, anh. Giờ chú về đi, ba mẹ chú kiếm chú nhà kìa. Vậy hả? Hỏi chú đâu kìa. Đi. Trời ơi. Trời ơi. Dạ chào cô. Chào thương cô đẹp quá. Dạ. Dạ bà con dạ. Cô bác thân mến. À, bà con cô bác nhìn cô Nhung, bà con cô bác có biết cô Nhung bao nhiêu tuổi không ạ? À? Nên nhìn cô đẹp quá. Dạ hồi nãy chú gì đó, chú nói là chắc giờ đã khai tuổi thiệt rồi, chắc cô từ 75 phải không? Dạ. Dạ. Dạ cô, 74 ạ. À. Cô 74. 74. Dạ. Con thì con nói cô 47 thôi à. À có thể là nhiều quý khán giả của cô Nhung sẽ không nhận ra. Tại vì cô Nhung á, thường thường cô Nhung đi bán ở ngoài đường. Tôi nhận ra nha. À, anh nhận ra hả? Cô có một chiếc xe, rồi cô đi bán, rồi cô hát. Thường thường cô ngại mặc đồ bình thường ha. Dạ hôm nay lên sân khấu thì cô có tâm sự Khương Dừa, cô nói là cô muốn được một lần lên sân khấu và mặc đồ thiệt là đẹp để coi như là một cái kỷ niệm thật là đẹp của mình. Cô đẹp lắm cô ơi. Dạ Ngọc Quyền biết không, mình thì không có chồng không có con. Dạ. Thành ra mình phải còn bôn ba ngoài đường để kiếm tiền để sinh sống. Thật sự là tại sao mà hồi nãy Cưng vừa nói là em nói là em biết nghe. Em rất là thích xem các bạn hát ở đường phố á. Thì vô tình em có coi chị. À em coi và em nói trời ơi cái chị này chị hát hay quá. Em coi cái đoạn đầu những cái clip đầu tiên là hát thiệt luôn. Nhưng mà sau này thường á, thường những cái bạn sản xuất nội dung cho kênh là bắt đầu là thu âm. Đã thu âm trước rồi. Em nghe thì em biết, em trong nghề mà. Và em nói để chị biết là em có coi chị rất là nhiều. Có nghĩa là
có một lần chị bị gãy tay hay gì á. Dạ, dạ đúng rồi. Và em thấy tự nhiên em thấy rất là thương, em nói chết cha, đã đi cực khổ rồi mà còn bị gãy tay nữa. Và hôm nay á, hôm nay chị đẹp lắm. Có điều là chắc thứ nhất là vừa có cái mệt, cũng có cái hơi, chắc cũng hơi rung rung hay sao á. Thành ra là cái hơi của mình á, nó bị ngắt hơi nhiều, nhưng mà không sao, cũng rất là ngọt ngào. Chị 75 rồi mà, ấy 74 sorry chị. Dạ chúng nhí biết không, tại vì á, kể từ ngày mà chích Covid đó, rồi chích thuốc nữa đó, rồi quên hết trơn à, không có nhớ. Thật sự mà nói, mà nhớ được như vậy đây là cũng là hay, cũng rồi hay lắm rồi đó. Dạ, coi như là một kỷ niệm của mình. Em chúc cho chị có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và chị có được cái thu nhập hàng ngày để chị trang trải cho cái cuộc sống của chị. Em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Con chỉ là nói theo tiếp theo cái ý của anh Minh Nhí thôi. Về cái voice đó thì có thể là do cô mệt, thấy không? Rồi lo tập trung học bài. Mà đối với con đó thì đối với cái tuổi 74 như cô như vậy là cái giọng hát tốt lắm rồi ạ. Cô hát bolero rất chuẩn. À, cô chuẩn từ cái beat nhạc nha cô. Và cô hát rất là đúng nốt nha. Cái cao độ, trường độ đều đẹp hết nha cô. Và con cảm ơn cô đã cho con được thấy một hình tượng một người nghệ sĩ đẹp, lão thành, rực rỡ trong cái áo dài hồng mà rất là đẹp luôn, mà rất là fix với cái gương mặt của cô cũng như là fix với cái dáng của cô luôn. Con cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn Ngọc Quyền rất nhiều ạ. Dạ. Mời em ạ. Cho Khanh chào chị. Nhìn thấy hình vị của chị rất là sang trọng. Tụi em rất yêu quý chị. Một hình ảnh mà đã mang tâm hồn nghệ thuật, một cái vốn quý đó phải nói là có tiền mua không được. Và kính thưa tất cả quý khán giả thân yêu, quý vị thấy không, một người bán hàng rong mà khi lên sân khấu cũng muốn có hình ảnh đẹp để phục vụ cho quý vị khán giả, thì mong rằng quý vị hiểu cho những người nghệ sĩ. Có nhiều người nhiều khi quý vị không hiểu á, nói sao nghệ sĩ xí soạn quá. Không phải, quý vị thấy đây là minh chứng. Dạ, thấy lộng lẫy rồi dạ. Chứ một lát xuất hiện đi bán là nhìn không ra đâu đó, đó cả nhà. Thì thưa chị, em muốn nói chị thế này nè, chị là người bán hàng rong, nhưng khi đến với sân khấu chị cũng muốn mang một hình ảnh thật đẹp đến với mọi người để trân trọng, cũng như tất cả chúng tôi trang trọng sửa soạn cho đẹp. Để chi? Để tỏ lòng biết ơn quý vị và thành kính tôn trọng quý vị. Đây bó hoa xinh đẹp xin gửi tặng chị. Chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Trời đã cười sang trọng quá chị ơi. Cô ơi đây là hoa của con nha. Cảm ơn Ngọc Quyền rất nhiều ạ. Để con cầm cái này cho cô, để cô ôm bông cho nó đẹp. Rồi. Nè anh tặng cô hoa của em tặng chị. Cảm ơn Minh Nhí rất dạ nhiều. Cô ơi cái này là cô tặng cho tụi con không cô? Cái này là tại vì hàng đi bán đó. Dạ. Rồi tặng cho Châu Thanh một cái, Ngọc Quyền một cái. Đúng rồi. Minh Nhí một cái. Dạ. Cảm ơn chị nha. Em sẽ đem về em để em... Anh dành cái màu xanh kìa cô. Em thích cái màu này. Cảm ơn bà giám khảo nhiều ạ. Dạ. Em muốn thưa chị thế này, thì tình nghệ sĩ nhau, tuy là món quà nó không có lớn đâu, nhưng mà tại chị tặng em thì cho phép tụi em tặng lại chị chút quà nha. Dạ. Vợ đại diện em đi. Đâu rồi vợ? Anh Châu Thanh đại diện đi. Cho anh mượn tiền đi. Đó. Quý vị đây là một minh chứng nè. Dạ đẹp vậy chứ mà không đẹp có tiền. Vậy ta chứ không ai có tiền. Dạ, không đâu. Dạ. Vợ cấp rồi. Dạ, anh đại diện tụi cấp, em nha. Chút nữa về tụi mình share ra cái này chứ rồi, không rồi. Có để anh rồi. Thanh chịu một mình nha. Cái này là cái em gọi là lòng em. Cái tấm lòng. Nhưng mà thường đó, trong tổ nghiệp mình nói đó, mà nghệ sĩ mà tặng tiền cho nghệ sĩ đó là lộc. Nhưng mà con chưa bao giờ được tặng lộc cho cô. Thì cái này là con, anh Châu Thanh và anh Minh Nhí. Dạ, có một tí gọi là tặng lộc cho cô. Cảm ơn để rất nhiều. Mà cái lộc này đó thì quý vị khán giả gặp cô là lộc tiền vô nhiều nữa. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Bà con cô bác thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là một chuyện tình coi như là gian dở. Tiếp theo là một chuyện tình gian dở. Và tiếp theo nữa lại là một chuyện tình gian dở nữa. Dở dàng không hả? Em không hiểu sao cái mùa này mà thất tình nhiều quá. Mời bà con cô bác đến với tiết mục Giận Hờn 2. Kiều à. Kiều. Em nghe anh nói với mà Kiều. Em không có muốn nghe anh nói gì nữa hết á. Có mỗi cái chuyện này thôi à mà anh cũng không chiều em được nữa. Chuyện này thì làm sao mà anh có thể chiều em được?
Cái chuyện này rất là đơn giản, tại sao anh không chiều em được? Cái chuyện gì anh cũng có thể chiều em được, riêng chuyện này anh không chiều em được. Ok, vậy thì mình chia tay. Kiều à, mình quen nhau cũng đã lâu rồi, mà tại sao em không hiểu và thông cảm cho anh chứ? Chỉ vì một cái lý do ngớ ngẩn như vậy mà em đòi chia tay anh hay sao? Đúng rồi đó, tôi muốn chia tay với anh đó thì sao? Kiều, em nghe anh nói đi mà Kiều. Vậy thôi mình đường ai nấy đi đi. Kiều, anh không muốn đường ai nấy đi. Kể sao chúng mình không còn chung biệt. Khi biết tôi mình vẫn còn thương, nhìn nhau không nói nên lời, mà như đã cách xa vời. Có ai biết được tình yêu là thế. Tôi không tới, ai biết ông trời làm lệ rơi. Tài anh không đến nơi hẹn, để người ta trong đứng trong ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trong hoài. Lòng của người đang yêu, lòng buồn thiêu những đêm mình vắng nhau. Rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết dần, hết hơi nghẹn nhẹ. Buồn người tình ơi, mình yêu yêu mãi buồn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình biết đôi đường. Mình chia tay đi. Sao lại chia tay? Có chuyện đó thôi không chịu được. Vậy thì mình chia tay đi. Sao mình chia tay? Có chuyện đó thôi cũng không chịu được. Không, chuyện gì cũng được, nhưng mà chuyện đó em không chịu anh được. Vậy thì mình chia tay đi. Không, chia tay. Có chuyện đó thôi cũng không chịu được. Không, chuyện gì cũng được, nhưng chuyện đó thì không được. Vậy thì mình chia tay đi. Không, có chuyện đó thôi không chịu được. Lỗi tại anh hết á. Lỗi tại em. Tại anh. Lỗi tại em. Lỗi tại anh. Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới. Ông trời làm lệ rơi, tài anh không đến nơi hẹn, để người ta trong đứng trong ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trong hoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiêu những đêm mình vắng nhau. Rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngây ngô. Nắm tay hết dần, hết hơi nghẹn nhẹ. Xa cách thêm buồn người tình ơi, mình yêu yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Mình yêu yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình xa nhau. Chia tay đi.
chuyện đó mà em không chịu anh được nữa. Chia tay đi. Hay quá ta. Tập 4 có bà 8, giờ tập này có ông 8 rồi nè. Trời ơi, nhiều chuyện dễ sợ. Nhiều chuyện dễ sợ. Nhưng mà nhờ nhiều chuyện, nhờ hát vậy mà người ta hàn gắn lại được ha. Dạ. Hay ha, âm nhạc cũng hay ý chứ bộ. Dạ, giới thiệu bà con bác là anh Lân. Dạ, thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Dạ, em xin chào anh Châu Thanh và chị Ngọc Hiền và anh Minh Nhí. Và xin chào tất cả khán giả đã ủng hộ tham gia Miệt Vườn. Anh nghe Khương Dừa. Em thì không biết ban khảo với bà con bác làm sao, chứ em thì em thích Lân có hai điểm mà. Cái thứ nhất là cái miệng hát nó hơn em nha. Với cái bữa tiêu nhạc nó không để ý ai trời á. Đôi anh đã hẹn nhưng rồi không tới. Ai biết ông trời làm lễ giới. Thấy nó vẫn y vậy. Dễ thương lắm. Dạ, vô nhạc là không để ý vậy. Dễ thương mà. Dễ thương lắm. Hả? Không thấy vẫn y như vậy. Không có thay đổi tí xíu nào. Rất là dễ thương. Nhưng mà phải công nhận nè, cái bài hát của Lân đó đã khiến cho cái Ngôi Sao Miệt Vườn của chúng ta nó náo động hơn. Một bài hát á cũng đau khổ đó, cũng chia tay đó, nhưng mà cũng một cái bài hát đó ngay cái chỗ nắm tay hết giận là hết giận liền, để mà một cái thông điệp gửi đến mọi người là mọi giận hờn có thể bỏ qua, chúng ta chỉ cần ngồi lại bên nhau, nắm tay với nhau là có thể chúng ta cùng đi hết bên nhau trọn đời trọn kiếp. Có lý không? Hay quá, hay quá Quỳnh ơi, hay quá. Còn riêng với anh Thanh thì cảm nhận người Lân á, Lân có một giọng hát rất là ấm áp, thật dễ thương. Mà anh Thanh nghĩ rằng em chắc là ông thần tình ái. Anh nghĩ mai mốt này mà nếu trường hợp ai các bạn nào mà gia đình mà tí dụ có gây gỗ gì thì hãy điện thoại cho Lân. Nếu mà tiện thì Lân sẽ đến được không? Hát cái là người ta hết giận liền. Có lý hay không? Nắm tay sơn mà tôi khoái Lân cái chỗ mà đứng nha. Anh thích Lân quá. Tại vì ca lại chịu nghe bình thường rồi. Em cho mượn mic trôn. Mỗi bữa còn vui anh nữa. Đây là những nhân tố mới trong nghệ thuật. Vườn hoa nghệ thuật mà nó muốn màu muốn vẻ. Mà em đã làm cho anh nhìn thấy em. Anh cảm tình quá. Cảm ơn em đã tham gia chương trình nha. Dễ thương ngọc mạc, làm cho mọi người rất là thích, rất là mê. Nhưng mà anh có biết là mai mốt á, có hát thì đừng có giận ca từ. Nhấn từng chữ mà nhấn dễ sợ lắm. Mà dễ thương, dễ thương. Ok, chúc mừng em. Nhưng mà cái này gặp ra đường gặp người ta đánh lộn mà lại mình hát mình khuyên được không? Người ta sáng cho vài bạc tay. Câu hỏi hay đó, câu hỏi hay á. Vợ chồng ta đang gây lộn. Nhấn tay đi hát người. Tặng hoa đi nè. Tặng hoa nha. Tặng hoa đây nè, nhận giùm đi nha. Yêu tớ trao nhau đúng rồi. Thôi, tôi tặng lá, tôi tặng trưa. Dạ, dạ. Thôi. Ê, chết cha trời. Đã lỡ rồi, cười từ đầu màn tới cuối. Lỡ qua rớt rồi thì ta lụm lên. Dạ. Tặng quá. Dạ, con. Dạ, con có món quà ở quê để tặng cho... Đây, chị Quyền cầm cho để em đỡ sách nặng nè. Quà kia quá trời. Dạ. Rồi. Liền đi. Đừng cuối nắm tay hết giận nè. Nắm tay hết giận hết thời nghe nhé. Yeah. Xa cách thế buồn người tin nhớ. Mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình biết đôi đường. Dễ thương quá. Nhưng mà phải công nhận nha, kể như là quen với ban giám khảo rồi, cái hôm cái đoạn sau này hát hay xuất sắc. Hay luôn. Hơn đoạn này hay hơn nè ông nội. Đấy nha. Dạ. Ông bình tĩnh rồi đó, để như ông quen bình rồi, ông quen với mình rồi đó. Giờ nói anh Khương thi lại đi. Lo anh xíu là anh sợ anh vô anh điểm cao, anh vô vòng hai anh hát người cái bên biết sao hát, anh cứ đá búng búng cái bên kia đi. Anh nhớ đứng gần anh, nói cho anh về dưới anh chuẩn bị nha. Thôi nha, chuẩn bị nha. Dễ thương đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn với một hình ảnh rất là quen thuộc.
hình ảnh của Quách Dương đi tìm Thục Oanh trong trích đoạn vụ án Mã Ngưu. Đây là một fan cứng 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 của anh Châu Thanh luôn. Anh Châu Thanh, đây là tiết mục hầu như là dành riêng tặng cho anh luôn. Mời bà con bác cùng thử thức. Xin cảm ơn. Thì em ở đâu em? Anh đi tìm em đây. Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thục Oanh thì chỉ giùm tôi. Oanh ơi, em còn sống em đã chết? Giống dữ vậy trời. Oanh ơi, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Oanh ơi, em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mong mưa, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây mối tình tan vỡ để tình chung thủy nay đành lỡ làng. Em ơi, tháng bảy mưa ngâu có cầu thước trên dài ngân hà chức nợ hội ngộ ngư lan sau một năm dài xa dân. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng cốc hằng, vì ai ghi cảnh đắng cay đầy và anh sống kiếp đang coi biệt dày đâu khi đường tương lai mịt mà tâm tối mà lội đi dày không có người mãi, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quán than kêu gào biết cũng mãi xa chia thương sầu. Ôi người ơi, đớn đau trong lòng thương cành xanh ngủ tàn trong sớm mai, thương cành xanh ngủ tàn trong sớm mai. Ngoài kia lắng vắng mưa bay, ở đây giọt đắng giọt cay ngậm lòng, ngỡ rằng ta mãi bên nhau, nhưng nào ngờ trời đã chia đôi. Lòng anh đau xót biết bao, nhớ thương trọn đời chỉ có mình em. Hay quá Quách Dương ơi. Quá, hay quá, hay quá. Quách Dương ơi, Quách Dương ơi. Anh đi tìm chị Thục Oanh hả? Dạ, tìm Thục Oanh. Anh đi tìm ở đâu mà chưa có gặp vậy? Đi tìm ở ngôi sao miệt vườn mà chưa có thấy. Trời ơi, đã quá mà hát ít quá, hát nữa đi. Em thấy em nghe chưa có đã. Hát nữa đi anh. Hát nữa đi. Có gì tụi em chỉ cho. Cảm ơn bà con, cô bác yêu mến Quách Dương. Dạ. Trước hết, Quách Dương xin gửi đến ba vị ban giám khảo một lời chúc sức khỏe và thân thương nhất. Để đáp lại tấm chân tình của bà con cô bác, Quách Dương xin gửi đến bà con cô bác một bài tăng cổ nói về hai đấng sinh thành của chúng ta. Quách Dương xin đọc ba câu thơ nói về hai đấng sinh thành của chúng ta. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lộng không phủ kính công cha. Ơn người ôi quá bao la, nỗi sao cho hết xót xa tấm lòng. Bài giọng cổ được mang tên Công Cha Nghĩa Mẹ, câu 5, câu 6. Mời bà con cô bác cùng lắng nghe. Mẹ cha ơi, con xin thắp nhang khẩn nguyện tâm thành cầu xin, kính mong đức Phật trên ngày chứng minh. Lòng con tha thiết chân thành, mong sao cho cha mẹ được an lành. Phận làm con phải giữ trọn hiếu đạo, không xấu sàng không thô lỗ ngưng ngang. Phải nên nói năng nhỏ nhặn, biết vâng lời giao huấn của mẹ cha. Bởi thế cho nên trong sách có câu, phụ mẫu chính là hai vị Phật sống. Muốn việc lành hiếu hạnh đứng đầu tiên, thập hoàng cứu mang
bầu phận làm con không sao quên được công dưỡng dục cha mẹ ân trọng đức cù lao lý lượng nào đông còn cha với mẹ là phước lành là tối cao điều một mai cha mẹ con qua đời dù cho con hối tiếc cùng một rồi chiều nay đứng trước cổng tam quan nhìn những chiếc lá vàng rơi là tà lòng lắng lắng dạt vào bao nỗi niềm ưu tư em mà bồng đâu đây xuất hiện trong con hình ảnh thân thương của hai đấng sanh thành trời vào thu lá phai xa cành chân bước đi với nỗi niềm khắc khoải liên tưởng đến ngày cha mẹ phải đi xa vì lá già là không giữ được ở trên cây cha mẹ tuổi già cũng phải rời xa dương tới mắt cha con sống mắt mẹ con sống bờ giờ một mình tiếng chuông chùa như cảnh tỉnh khách trần gian lời kinh cậy đã xóa tan bao phiền nào hỡi những ai là người con hiếu đạo mau quay về tam bảo để cầu sinh chắp tay khấn nguyện phật trời cầu cho cha mẹ sống đời với con cha mẹ còn con đỏ như son một mai cha mẹ mất có con dính bồng lòng nhẹ nhàng như tình khách liêu trai như nhắc nhở ai giữ tròn câu hiếu đạo dù cho con nói càng lời cũng không hết được ơn người sách ta. Dạ cảm ơn bà cô bác. Rung quá. Dạ cảm ơn. Quách Dương rung quá anh Quách Dương. Trời ơi hết khán giả đây lên tặng quà cho anh Quách Dương. Bài gì của anh là em thuộc rất nhiều. Thôi giờ xả dài ha, giới thiệu em. Chào bà con cô bác và ba vị giám khảo. Em tên là Tài, ở An Giang, cũng Tân Châu, cùng bạn thi đầu tiên á, làm công ty ở Long An, Đức Hòa. Thì anh rất là hạnh phúc khi mà em đã hát những bài hát của anh. Rồi ông cái này chút đến sau ha. Em thuộc nhiều lắm. Hồi lúc 8 tuổi, 10 tuổi là cái bài mà Sử Tích Cây Uyên Ương á, là em thuộc hết bài luôn. Cái khuôn mặt á, cái khuôn mặt lúc xuất hiện, tại vì đem mắt kiến với lại nón lá đó, thì còn những cái phần còn lại thì nó cũng hao hao như anh Châu Thanh. Nhưng mà đặc biệt là cái luyến, có những cái luyến nốt lên á. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu thước trên dài ngân hà chức nợ hội ngộ ngư lan sau một năm dài xa dân. Gió đó, tại vì đúng hơi gió đó là người ta mê anh Thanh đó, mà em đã nắm bắt được cái đó. Hiển nhiên là cái hơi của em nó chắc là do hơi em nói đó, hôm nay em rung. Rung quá chứ em rung. Bản này em ca dư hơi thế. Và hình như nha, hình như không biết phải không, để chị Ngọc Quyền với anh Châu Thanh nhận xét, hình như là cũng bị sớm nhịp hay gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Sớm đó đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó nhưng mà không sao em, cái giọng của em nó hay lắm. Nếu mà em ráng em rèn luyện thêm nữa
càng ngày càng chín mùi hơn nữa thì anh nghĩ là người ta sẽ thích em vô cùng. Nhưng mà cái tiết mục vừa rồi đó, em làm cho cả một cái trường quay này nè, ai cũng tập trung vô em. Mấy câu đầu đó là nghe là biết rằng là fan ruột và fan cứng. Chỉ có anh Minh Nhí nói đúng, hồi nãy là bị rớt cái nhịp xề. Dạ. Thì phải, phải không? Dạ, câu 6, đúng rồi, rớt nhịp xề câu 6. Ừ, chút xíu à. Gọi là mẻ. Sao? Mẻ người ta là 1 9 1 10, cái này là mẻ 1 8 1 10. Nhưng mà hồi nhỏ đam mê rồi đi học hát hả? Không học thầy, không học gì hết, chỉ bắt đĩa ha, băng gì học. Vậy mà cái nhịp bụng chắc dễ sợ chắc luôn. Chỉ học đĩa không nghe thôi. Nhịp thần luôn đó. Giống như là hát y giống như thần tượng mình, cho nên là làm cỡ nào cũng phải giống y thần tượng luôn đó. Nhưng mà tại vì anh Minh Nhí là ổng mê cải lương mà ổng nhận ra thôi, chứ còn thật sự quý vị khán giả mà yêu cải lương mà không có để ý tới thì chắc là cũng không nhận ra được. Em xuống, em xuống rồi rớt cái nhịp cái giật mình đó chứ. Đang thiêu quá giật mình chút xíu à, biết vào tự biết. Nói chung là em đã làm cho cái người hạnh phúc nhất trong ba ban giám khảo đó là Châu Thanh. Dạ. Là có một câu nào anh Châu Thanh với lại Tài thử ha. Bài nào anh thuộc đi. Cái bài Sự Tích Cây Viên Ương á, bình tĩnh á thì hát nó hết hơi được, còn nếu mà không bình tĩnh thì hát phải ngắt hai. Hai thơ cũng được em sao? Hai thơ hát chung ha. Dạ dạ. Dạ rồi. Khoan khoan. Yeah. Cho đầu tóc ra luôn đi Tài. Tóc thiệt á anh? Tóc thiệt đó. Không có, anh nhìn là biết giả dối. Nè nè, để em nghĩ anh coi nè, tóc thiệt nè. Ôi à, không ok thôi không à. Trời ơi sao mở ra giống dữ trời. Quách Dương với Châu Thanh song kiếm hợp ích. Đừng ngại chia cách chúng tôi. Cẩm Giang. Cẩm Giang. Yeah. Từ đây xa cách khó mong có ngày gặp lại. Cẩm Giang nàng hỡi sao trời chia cách hai ta, cắt sâu ân tình dù chết cũng không hề quên. Trần Lan anh ơi nhẫn tâm niên lòng đợi chờ, hỏi ta dù chờ lòng vẫn mãi bên nhau. Chỉ xin thanh hoàng đừng cách chia đôi tình ơi ta. Cẩm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan quăng và dằn dưỡng kia tắt liềm đi giữa dòng trời giống bao, nên tình cảm hai ta trọn đời chúng thôi. Thì đừng nổi tiếng biệt ly cho lòng mình tan nát, đừng khóc nữa em ơi. Dặn biệt giờ đây chúng ta mỗi người mỗi ngả, nhưng không bạo lực nào ngăn được tình yêu hai ta trọn đời chúng thôi. Thì đừng nổi tiếng biệt ly cho thiền đức đỏ môi tơ lòng. Hãy cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đường trần, cho dù người ta có dùng uy quyền bạo lực cũng không thể nào ngăn cách được tình yêu. Cẩm Giang ơi, đường đời dù nổi gian trong mà hai ta bị đặt trong dòng ngang trái, nếu kiếp này mình chẳng được sống gần nhau thì xin hẹn kiếp sau bền duyên tơ tóc ma. Cẩm Giang ơi, chỉ có hôn lễ mà chúng ta không được trọn vẹn, thôi áo cô dâu anh trả lại cho em. Cẩm Giang, Cẩm Giang ơi, đừng dối làm gì cho thêm đau lòng chú rể, dù dòng
buổi chữ uống mềm mùi sao đêm học cần trời nở cách chia cho người vui chẳng xa người. Ôi còn gì nữa đâu mà áo trong đời, chiếc thuyền con chưa suy dậy bên đó đã bị nhấn chìm trong bão tố phong ba. Còn gì nữa đâu một đám cười làng quê, chú rể cô dâu thèn thùng trong áo mời, gái trai làng đặng lẽ nhìn nhau thăm nồi. Ôi đám cưới nghèo mà họ đẹp làm sao. Quá. Đúng là chương trình Ngôi Sao Biệt Vườn có nhiều nhân tài nằm trong lá ổ. Dạ, hôm nay em tặng cho anh, tặng anh Châu Thành, vậy chị tặng cho em Tài. Cảm ơn em, cảm ơn. Quá trời, quá trời. Quá trời, tặng hết chưa? Rồi bên này là anh tặng cho em. Tài biết không, hôm nay được em thuộc những bài hát của anh mà đem đến để dự thi trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, là em đã đem cho anh một niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Dạ cảm ơn anh. Tại xưa giờ Tài có gặp anh Châu Thánh ngoài chưa? Còn nhỏ lớn chưa biết. Chưa luôn hả? Lần đầu tiên gặp luôn hả? Dạ, lần đầu tiên. Chỉ nghe anh hát thôi hả? Chỉ nghe thôi. Vui lắm anh. Vui không? Không được. Đổi nghệ danh đi, Châu Thanh Thanh. Cảm ơn ban giám khảo nhiều ạ. Cảm ơn ban giám khảo. Dạ, hiểu mắm cô Ngọc Sương. Dạ. Cái này cô Hương Dừa ha. Dạ, dạ. Cảm ơn Tài nhiều nha. Dạ rồi, bà con cô bác thân mến, ban giám khảo thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục của một bạn sinh viên rất là dễ thương, cũng đăng ký tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn với bài hát Tình Em Là Đại Dương. Hàng đâu? Làm gì để giữ đại ca? Kiểm tra hàng. Ê, cô Trình mới nãy hết đại ca. Hồi nãy giờ mày đi có ai theo dõi không vậy? Dạ, nãy giờ không ai theo dõi hết đại ca. Phải đi, chứ đi dạ. Phóng sinh mà để cho mấy bà kia mới thấy, có bắt lên nó bán lại đó. Dạ. Mà đại ca, sao đại ca là xã hội đen? Đại ca làm nhiều chuyện ác mà sao tới ngày rằm đại ca đi phóng sinh, thả cá với đi chùa? Đại ca cho vay nặng lãi nghiệp nặng lắm. Trong tiếng sóng gợi cho ta về những kỷ niệm ngày xưa, mỗi khi hoàng hôn mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa trong tiếng ca. Tình anh lớn như đại dương, nồng ấm hiền hòa bao dung, đã cho em sức sống để đi tới tận cuối chân trời. Thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày kia giông bão theo đến nơi đây, để rồi anh đã mãi bay đi theo cánh chim trời. Trời dành bao la ơi, có thấy bóng anh nhờ cơn gió hay nhắn dù.
dường rằng trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay, vì anh em xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. Được rồi, cảm ơn Đỗ Phong. Đỗ Phong nhiều. Cảm ơn quý vị. Cũng quên hả? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ta sẽ... Rồi, đi thỏi nông kiếm đó. Bà con cô bác thân mến, có những câu chuyện mình xem qua mình sẽ hiểu, còn có những câu chuyện xem qua mình không có hiểu. Cho nên em phải thuyết minh lại, đây là một câu chuyện nó rất là nhân văn luôn. Hai cái tên xã hội đen này tạo nghiệp nhiều quá, cho nên tháng nào cũng đi thả cá hết. Đó, ra thì mình nhìn thì tưởng đâu là cục giao dịch gì đụng độ gì ghê lắm, nhưng cuối cùng mở ra thì đi thả cá thôi. Sợ mấy bà kia bà đi theo bà bắt cá về đó. Tại ở ngoài đời nó cũng vậy đó. Có những người ta đi phóng sinh cá xong có người sau người ta chích điện. Rồi xong cái thả cá xong thì cá này nó lớn lên, nó ngồi nó hát. Rồi xong cái ông kia ông ra ngồi nói chuyện tâm sự thì cá này nó mang ơn. Đó rồi tới khúc cuối thì ông này ông lại giác con cá về. Ông bán. Cá hỏi sao, tại sao mà lúc đầu sao thả tôi, tại lúc đó mày nhỏ quá tao không biết, giờ mày bự quá mày ngồi tao đi bán mày. Nói chung một câu chuyện cũng vui, nhưng mà tại vì bé Nhung là run quá, tâm lý quá cho nên là quên hết, nhưng mà cũng may là cưng chưa có quên lời bài hát, cưng vẫn còn hát ok. Cái đó là quan trọng nhất, sợ nhất là quên lời bài hát thôi. Và bà con cô bác mình cho một tràng pháo tay cho bé Nhung. Xí dạ. Chị thích coi cái kết cái cưng coi đó làm sao. Ví dụ mà ổng giác cái con cá đi bán nè. Kể rồi đó. Thì em kể rồi đó. Kể nhưng mà nó kể. Em, như cái Khương vừa kể là còn hay hơn là em coi đó. Xin kính chào bộ ba ban giám khảo và tất cả quý vị đang có mặt trong ngôi sao miệt vườn mùa 2 ạ. Dạ, em tên là Hồng Nhung, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Công Thương ạ.
Quê đại đâu? Học năm 3 đại học. Dạ em đến từ thành phố Buôn Ma Thuột. À, Hồng Nhung ơi, tuy rằng là cô không có hiểu cái kết giống như chú Khương vừa nói, nhưng mà cô lại nghĩ rằng đó là cái kết nãy cũng đẹp lắm á. Dạ, bởi vì là một cái con cá nó muốn trả ơn, giống như nàng tiên cá muốn trả ơn mà không biết làm sao, tình người kiếp cá mà. Cho nên là nàng cứ chàng đó thì thơ thẩn cứ nhớ thương con cá đó, chàng ngồi chàng câu cá đó, mà câu hoài không được câu được nàng. Còn nàng thì ngồi đó là thơ thẩn nhớ hát tới chàng, phải không? Hát lên để nhớ tới chàng, mang ơn chàng. Cho nên cái kết nãy cũng kết đẹp. Kết mở á, ai muốn nghĩ gì nghĩ. Ai muốn mở gì kết mở ai muốn nghĩ gì nghĩ. Nói chung là đạo diễn Khương vừa giỏi lắm, nhưng mà nãy cái kết nãy vẫn đẹp. Cho nên con đừng có lo lắng. Có rung nhưng mà con vẫn giữ được tất cả những cái nốt đẹp ở trong cái bài hát của con. Giọng con là một giọng hát đẹp. Nếu mà con ngoài khi sau khi học đại học xong, cô vẫn khuyến khích còn vài năm nữa con ra trường rồi, con có thể thử sức mình với những cái cuộc thi khác, hoặc là con có thể đi giao lưu, đi hát khắp nơi để mà con rèn luyện thêm về cái giọng hát của mình, tiếp tục theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Thì dấn thân vào làng giải trí thì cô Huyền nghĩ rằng là Hồng Nhung vẫn thành công nha. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn chị. Khi mà bắt đầu cũng vô bài hát rồi thì gần như là chú Minh Nhí nghĩ là con không phải đi thi Ngôi Sao Miệt Vườn mà con đang ngồi biểu diễn luôn á. Cái giọng của con nó hát nhắm mắt lại thì giống như một ca sĩ đang hát, và con hát cảm xúc. Chú Minh có đặt một cái dấu hỏi rất lớn là sau cái tiết mục chú Minh hỏi con là con có học thanh nhạc hay không, chứ còn cái giọng này là giọng phải giống như là người ta có đi học á, con hiểu không? Dạ. Dạ, con xin phép trả lời là con có học qua 3 tháng cơ bản. Đó, thấy không? À, và bởi vì cái cách, ví dụ như Ngôi Sao Miệt Vườn, các bạn khác, những người khác hát thì nó ấy, nhưng mà con hát hay theo cái kiểu mà chính quy á, hay theo cái kiểu mà có học á, giống như mấy bạn diễn cũng vậy. Mấy bạn diễn mà những bạn hỗ trợ như anh Thái hỗ trợ hay là các bạn thí sinh hỗ trợ là biết liền, biết là mấy anh chị này là chỉ hỗ trợ diễn xuất tay ngang thôi đó. Nhưng mà có những bạn mà lên diễn là biết có học, nhắm mắt lại là hồi nãy nghe là một giống như đang nghe người ta trình diễn á. Nếu con yêu thích ca nhạc, con nên tiếp tục rèn luyện và học tập tiếp, biết đâu sau này mình trở thành một ca sĩ, đúng không? Đúng không? Ngôi sao trên vòng trời nghệ thuật của Việt Nam. Trời ơi, hai lời động viên rất là lớn để mất tự tin ha. Dạ mời anh Châu Thanh ạ. Chào con Hồng Nhung. Bác Nghị rất là hạnh phúc khi hôm nay biết được con tuổi trẻ mà vẫn thích tham gia chương trình này, mà được nghe giọng hát con rất là trầm ấm, cũng như cô Huyền và chú Minh Nhí đã vừa khen con đó. Thì chú Châu Thanh cũng vậy, cũng cảm nhận ở qua cái âm thanh là cái giọng hát của con nó vẫn ngọt ngào giống như một ca sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn, chứ không phải là một thí sinh đang đến dự thi. Chú mong rằng tiếng nếu mà con yêu mến bộ môn nghệ thuật mà ca hát này đó, thì trong thời gian rảnh rỗi và mình muốn được tiến thân, nếu yêu thích thì con lại càng có một cái có khả năng trong nghệ, trong cái ca hát. Thì chú chúc con sẽ được tốt đẹp và thật vui trong cuộc sống mình. Chúc mừng Tương nha. Thì em ở đây ha, anh đem cái này lên chứ em nhảy đúng rồi, rồi tội nghiệp nên tốt quá ha. Người cả xong rồi nhậu hoa về giùm ha, rồi nhận qua luôn đi, khi giữa đường dắt té nữa. Trời ơi, con làm sinh viên mà có cà phê mà. Cà phê đặc sản từ Tây Nguyên. Cà phê trời quá. Dạ dạ, cảm ơn con gái. Dạ, này người cá em thì di chuyển rất khó. Dạ, thôi để chú Thanh đem mang cho con. Anh tặng luôn ha. Đúng rồi. Dạ, đúng khó rồi lắm. Để tặng con. Sống dưới nước mà tự nhiên giờ lên bờ khó đi lắm. Có trợ giúp oxy vô không? Con nè. Dạ. Rồi chúc mừng con. Cá này nè, cá này nó quen rồi. Cá này bờ hoài. Chàng trai đẹp trai nào trong ban tổ chức dắt cá rồi. Dạ, ẵm em vô. Ẵm con cá đi vô giùm. Ẵm em. Hoàng, lên đây Hoàng. Lên đây ẵm cá xuống giùm anh coi. Trời ơi, bữa nay không có vợ. Trời đất ơi, ẵm cá đi, không có vợ đâu. Ôi, ẵm cá đi. Em có một lời cuối muốn nói nữa. Rồi, con nói đi, con nói đi. Đầu tiên là em Hồng Nhung xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị bà con đã bỏ thời gian đến đây, và đặc biệt là bộ ban giám khảo và anh Khương Dường đã rất là tâm huyết cho bọn em, và những lời góp ý rất là nhiệt tình. Và em nghĩ là trong tương lai em chắc chắn là sẽ theo ngành ca hát, và em sẽ cố gắng hơn để nếu có dịp được gặp lại, em chắc chắn là em sẽ làm tốt hơn.
Rồi, hy vọng sẽ gặp lại em giỏi hơn ha. Được nhiều bằng bác yêu quý hơn. Rồi, khiêng cá xuống đi. Rồi khiêng cá xuống thì tụi mình cáo à. Ôi, ám sao cho đẹp tôi coi. Xuống nấu canh chua hả làm cũng được. Bây giờ chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Canh chua gì đâu. Đi, đi, ai bị dở đánh. Nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Nó muốn gì? Trời ơi. Trời đất ơi. Thương quá à. Trời đất ơi, Hoàng nó sẽ tài trợ mua tới mùa thứ 100 luôn cho coi. Đâu phải đương nhiên mà em kêu Hoàng lên đâu anh. Ngồi đó nói anh Khương vừa xác rắc chắc bé nó xuống không được, để em bồng bé xuống. Nói nãy giờ chứ phải ý em đâu. Tại Hoàng nó muốn vậy á. Bây giờ bà con bác đến với một tiết mục của một bé rất là dễ thương tên là Trang Đài, rất thích chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, mà không chỉ mình bé mà ba mẹ cũng thích luôn. Và trong tiết mục này thì ba với mẹ bé sẽ trợ diễn cho bé với cái kịch bản của gia đình bé luôn. Hy vọng là bà con cô bác sẽ ủng hộ bé qua tiết mục Nỗi Buồn Mẹ Tới. Ba có sao không ba? Ba không có sao đâu con. Không sao gì mà không sao. Con nói ba ở nhà nghỉ ngơi đi, mà ba đưa con tới đây chi vậy? Ba đưa con đi gặp một người. Ai mà sao gấp như vậy ba? Người này quan trọng đối với ba, mà cũng quan trọng đối với con nữa. Ba thấy sức khỏe của mình ngày yếu dần rồi. Ba sợ là ba không có dắt con đi gặp được người này nữa, ba sẽ hối hận suốt đời đó con. Ai mà sao quan trọng dữ vậy ba? Người này là người mà thường may những cái áo đẹp cho con bận đó, mà con rất là thích đó. Người đó hả ba? Vậy ba dắt con tới đó đi, con sẽ nhờ người đó may thật là nhiều đồ đẹp cho con luôn nha ba. Mình đi con. Đó con, người đó là mẹ của con đó. Hả? Ba nói gì vậy ba? Sao hồi đó lúc ông bà nội bắt con về, ông bà nội nói là mẹ của con mất rồi mà ba? Chuyện dài lắm. Hồi xưa ba với mẹ yêu nhau, nhưng mà ông nội với bà nội cấm cản. Tại vì hai gia đình không có môn đăng hộ đối, nên mẹ con sanh con rồi nuôi được thời gian thì ông bà nội bắt về, rồi không cho hai mẹ con có gặp nhau. Cho nên mẹ con ở đây thui thủi con mình. Sau cú sốc đó thì mẹ con lúc thì nhớ ba, lúc thì quên. Thôi con qua với mẹ con đi con. Đứa con bất hiếu, con sống trong nhung gấm lụa là để mẹ ở đây, ở trong căn chòi dột nát này. Con sẽ về xin ông bà nội cho mẹ được về ở với con nha mẹ. Nếu như mà ông bà nội không đồng ý, con sẽ ở đây chăm sóc mẹ đến hết quãng đời còn lại nha mẹ. Ba thấy mình mới là người có lỗi. Tới giờ này ba mới cho hai mẹ con gặp nhau. Mẹ con chắc không nhận ra con đâu, nhưng mà mẹ con biết mẹ con có đứa gái tên là Trang Đài, nên những lúc tỉnh thì mẹ con thường thức thâu đêm để may những chiếc áo đẹp gửi về cho con đó. Đêm thức thâu đêm mẹ may chiếc áo cho con, áo nào sơn dài lội ru theo tháng năm dài, từng lời ngọt ngào à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương chấm chiếm môi cười mẹ vui biết mấy con người. Cánh tim rau dền mẹ tôi nuôi lớn không tôi, bẻ đột mộng tơi luộc rau mắm muối dưa cà, chiều
chiều chiều trên đồng đua vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày bé mong lớn khôn đau rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi bù làm sao thèm nghe tiếng khóc băng sợ mai nó về áo con sầu dài. Có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi dừng mình mẹ quạnh hiu giờ đây mái tóc như mây cánh ca đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng yên không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ con. Đột mộng tơi luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đua vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày bé sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao thèm nghe tiếng khóc băng sợ mai nó về áo con sầu dài. Có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con mình mẹ quạnh hiu giờ đây mái tóc như mây cánh ca đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng yên không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ con. Quê hương là ca dao mẹ ru thiết tha hôm con sông xanh xanh từng cây lúa, quê hương là trăng thanh đùa vui liếu lo trên đồng, quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương. Có con chim chiều chiều lặng yên không hót trên cây, không biết bà con cô bác dưới xem dạ như thế nào. Khương Dừa thì xem Khương Dừa rất là xúc động mà cũng mình ráng mình kiểm soát lại á.
thứ hai Khương Dừa cũng hơi lo cho bé. Tại vì lúc Khương Dừa chạy chương trình á, thấy cái đoạn mà đó là mẹ của con thì bé nó lại nó ôm là nó khóc. Nó khóc dữ lắm. Cũng may mắn là con kìm lại được. Không phải là lần đầu nữa. Mà diễn, mình diễn mình tập đi tập lại nhiều lần, mà cứ tập mỗi đi tập nhiều lần, tập đi tập lại là bé nó khóc. Nói chung thấy thương nên Khương Dừa cũng hơi lo. Nhưng mà cũng may mắn là con giữ vừa đủ cái cảm xúc của con để con hát, để con lấy nước mắt của bà con cô bác và hoàn thành xong cái bài hát này, rất là, nói chung là rất là xuất sắc. Khương Dừa cũng xin giới thiệu ban giám khảo với bà con bác, anh là cha của bé Trăng Đài, dạ, còn chị là mẹ của bé Trăng Đài. Wow. Cả gia đình thì yêu văn nghệ cũng nghệ thuật dữ lắm. Và như chú đã nói với con là lúc mà chú cast là chú thấy được bé Trăng Đài là có nhiều khả năng lắm, và chú có nói với cha mẹ là sau này thí dụ Sam tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn xong á, có điều kiện thì thí dụ là có kết hợp được với chú làm nhiều chương trình được thì kết hợp con với, thì cho nó con có điều kiện để con học, để con hát, tại vì bé nó hát được nhiều thể loại lắm, hát nhạc rồi hát cổ nữa. Nói chung chú cũng có nhiều cảm xúc nên chú nói hơi nhiều. Rồi con chào quý khán giả rồi quý giám khảo đi con. Rồi giới thiệu về gia đình mình nè. Dạ con chào ông bà cô chú. Con chào quý khán giả. Con chào, xin chào chú Châu Thanh, chú Minh Nhí và cô Ngọc Quyền. Ôi, cưng quá, cưng quá. Trời ơi, không thể tưởng tượng được bé Trăng Đài đã làm cảm xúc bao nhiêu người rơi lệ. Chú Châu Thanh rất là ngạc nhiên khi con còn bé như vậy mà về cảm âm nhạc và về trình độ để diễn tả một bài hát rất là hay. Bác Thanh, bà giờ có gặp ông nội con nữa. Hôm nay có ông nội đi nữa đó. Ủa vậy hả? Ông nội đâu rồi? Đại gia ơi, đình đi theo ông nội cháu hả? Wow. Một cái điều mà cho Thanh rất là thấy mừng cho cái bộ môn nghệ thuật của mình. Hồi sáng bác có nghe ông nội kể là khi mà con có được gặp nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, ông nội hả? Rồi được nghệ sĩ Dương Thanh Tuấn khen: ủa sao con hát hay vậy? Trời ơi, sao mà giỏi quá vậy? Đó là một cái điều không phải ai cũng được nghệ sĩ Dương Thanh Tuấn khen. Vì ổng là cũng bậc sư phụ của bác Thanh đó, phải không? Mà ổng khen con lời thôi, bác thấy quá tuyệt vời. Mừng cho con, tương lai sẽ tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn bác. Nhưng con phải cố gắng nha. Dạ. Chứ phải nghe khen hôm nay có về quên nó không hát nữa. Bỏ học rồi, không lo hát là thôi. Dạ. Nhớ nha con. Dạ. Chị thân mến, chào hai em và chào con gái Trang Đài. Cảm ơn hai vợ chồng đã cùng đồng hành với con gái trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Phải nói rằng tôi không có để ý về người cha và người con, mà tôi để ý người mẹ nha. Tại vì diễn một cái nhân vật bà mẹ mà hơi đẳng trí và thương nhớ con, rồi hồi quên hồi nhớ, không phải là dễ diễn đâu, mà em diễn rất là đạt. Nói chung là nội dung rất là cảm xúc và Ngọc Huyền rất thích tiết mục này. Tuy nhiên, bé Trăng Đài có một cái việc mà cô Huyền cần nhắc nhở con á, là tuy rằng bây giờ nhắc nhở con còn sớm quá. Năm nay Trăng Đài bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 11 tuổi. Mới 11 tuổi, còn quá nhiều tài năng và còn quá nhiều cái thời gian để con tao luyện. Nhưng mà cô Huyền nhắc đó là cái này là thầy của cô Huyền dạy cô Huyền ngày xưa, bây giờ truyền đạt lại cho con thôi, phải không? Các con cần những cái chuyện đó thì con phải nhớ cái bài học là con làm sao là để cho khán giả khóc nhưng mà mình không khóc. Đó là bài học đầu tiên mà cô Huyền học từ thầy mình ha. Và con phải biết đè nén cảm xúc mình, làm sao con nghẹn, nhưng mà con phải giữ cái voice của mình, cái giọng hát của mình, để mà lo cho cái câu hát của mình nó tròn đẹp hơn. Chứ con nghẹn hồi nãy mà may mắn nha, con đã giữ được. Cho nên bắt đầu từ cái sau gian tấu là con hát tốt lắm. Thì cô Huyền hy vọng rằng ước nguyện của ông nội, ước nguyện của ba con sẽ có một Trang Đài trở thành ngôi sao Miệt Vườn, mà không phải chỉ Miệt Vườn, ngôi sao của sân khấu Việt Nam chúng ta. Dạ, con cảm ơn chị ạ. Cô. Cảm ơn con. Bác Châu Thanh với cô Ngọc Huyền đã hết rồi. Hồi nãy tôi tính nói chơi á, tính rồi vừa hết xong tôi nói là ủa nhà này lập đoàn hát chưa vậy? Mở sân khấu chưa? Ngay từ đầu tôi thấy luôn, từ những cái đài, từ cách diễn xuất, cái giọng nói, cái tự nhiên cái mình nói ủa sao giống như là đã có diễn kịch rất 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 nhiều lần. Giọng của con là một giọng hay, giọng đẹp. Nhưng mà con nhớ nha,
Bây giờ chúng mình nói về dễ hiểu nè. Mai mốt lo hát đừng lo diễn. Dạ. Cứ tập trung mà hát, hát cho hay, thiệt là hay. Hồi nãy con lo diễn nhiều hơn. Con tưởng đó là lo diễn có thể là rớt nước mắt hoặc là nghẹn ngào trong cái lời hát thì nó sẽ hay, nó sẽ xúc động cho câu chuyện. Để cho con khóc con phải nháy nháy mắt. Ai mà diễn ấy bị ấy là không có qua mặt được chú. À, con nháy con giống như sao nước mắt nó không rớt vậy trời. Đúng không? Đúng không nè, đúng cái tâm lý đó không? Đúng dạ, không? Dạ. Trời ơi sao mà nhưng mà nhớ, đừng nhớ chúng mình nói nè. Mai mốt đứng trên sân khấu hát, hát cho hay thì hay, còn cảm xúc để tự động. Dạ. Đừng lo diễn. Mình dạ. là ca sĩ mình lo hát chứ đừng lo diễn. Dạ. Nhớ không? Dạ. Nhớ đơn sơ mộc mạc vậy là con sẽ hay liền. Hiển nhiên là con mới 11 tuổi à, giọng con còn hơi non chút xíu, còn hơi chinh chút xíu ở một vài chỗ. Con phải biết rèn luyện và giữ gìn cái giọng của mình. Dạ. Thì chú Minh tin là con sẽ càng ngày càng hay hơn. Dạ. Nha, cảm ơn rất là nhiều. Còn em được khen là đúng lắm, bà mẹ diễn rất là chân thật, rất chân thật. Nói chung là nhẹ nhàng lắm, như nhà này là cũng có làm nghệ thuật nè. Dạ. Dạ. Xin nói thiệt thì em con nhà nồi làm ruộng, nhà nồi làm ruộng thôi chứ đó giờ chưa có từng làm nghệ thuật. Trời ơi. Dạ em xin nói thiệt chứ ông cố của em là trưởng đoàn gì đó. Đúng rồi. Trời ơi. Ok, chúc mừng gia đình nha. Con mang quà tạo xuống tặng Ban Thảo ha, và nhẫn hoa luôn nha con. Để cái phụ. Đó, cung phụ. Chúc phụ cô. Chúc phụ cô quá rồi, cô Huyền cảm ơn con. Con gái yêu dấu. Đây, hết bóng nặng cho con luôn. Sang cài, con đẹp quá. Giỏi quá. Bà con cô bác cùng ban giám khảo đã thưởng thức 6 tiết mục của chương trình Ngôi sao miệt vườn tập 5 hôm nay. Và bây giờ là tới phần công bố số hoa của từng thí sinh nhận được. Dạ bà con cô bác thân mến, hiện tại trên sân khấu của Ngôi sao miệt vườn đã xuất hiện 6 thí sinh xuất sắc của tập này. Và bây giờ Khương Dừa xin công bố số hoa mà mỗi thí sinh đã nhận được. Đó là đầu tiên bạn Hưng nhận được 30 hoa. Chúc mừng bạn. Tiếp theo là cô Nhung nhận được 30 hoa. Tiếp theo là anh Lân, anh Tài, bé Nhung, bé Trang Đài đều nhận 30 hoa. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ phải trao cái hoa của ban giám khảo và của Khương Dừa cho hai thí sinh để vào vòng 2 của chương trình Ngôi sao miệt vườn hôm nay ạ. Quý vị ơi, quá hay phải không quý vị? Quá xuất sắc luôn. Qua cái sự cảm nhận của Ngọc Huyền, ai cũng hay hết, ai cũng tuyệt vời, ai cũng tài giỏi cả. Nhưng mà Ngọc Huyền xin dành tặng cái bông hoa vàng này cho một cái người gọi lại cho Ngọc Huyền rất nhiều về cái bài giả cổ của Hoài Lan. Đó là cái bài nhạc tổ của bác Cao Văn Lầu. Đó là Yêu Cô Gái Bạc Liêu, đúng không ạ? Chúc mừng Hưng nha. Dạ, và chị Ngọc Huyền dành tặng cái hoa này cho bé Hưng. Còn em, về bông hoa này em xin tặng cho bạn Hưng luôn ạ. Dạ, chúc mừng em nha. Vậy là Ngọc Huyền với lại Khương Dừa cùng một... Hey, có hai phiếu, vậy là chắc chắn vô rồi. Chắc chắn vào vòng trong rồi. Một lần nữa cho Thanh xin chào tất cả các thí sinh thân yêu của chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 2. Thì cho Thanh cũng xin thưa với tất cả đại gia đình chúng ta, tại vì mình cũng yêu quê hương Bạc Liêu nên thôi chú tặng cho con luôn. Chúc mừng Hưng nha. Em đã nhận được 3 bông hoa của ban giám khảo. Vậy còn một mình anh. Anh làm mọi người hồi hộp. Hái chùm hoa rừng về trao một người. Ủa? Ngày xưa anh đã hứa. Theo cảm xúc của Minh Nhí thôi nha. Tại vì khi mình là ngồi làm ban giám khảo thì mình phải có cái được cái đặc quyền là có cảm xúc của mình. Nhưng mà Minh Nhí hy vọng là cái cảm xúc của Minh Nhí sẽ cùng với lại sẽ được tất cả bà con cô bác ở đây đồng cảm. Bông hoa này theo cảm xúc của Minh Nhí của cái buổi hôm nay, cái người làm cho mình ấn tượng và mình bất ngờ, đó là bạn Tài. Chúc mừng bạn Tài. Như vậy là bạn Tài và bạn Hưng sẽ
bước vào vòng 2 của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay. Giờ mời hai bạn mình xuống bên dưới để mình tập bài ha. Dạ, mời ban giám khảo mình trao giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại ạ. Giải khuyến khích của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 gồm có một cúp lưu niệm, phần quà trị giá 8 triệu đồng đến từ các nhà tài trợ Kim Khiết Diamond, Anna Nha Khoa, Entobay Vũ Điện Máy và Adnos Sơn Ca Media. Xin chúc mừng 4 thí sinh ạ. Và bây giờ Khương Dừa kính mời quý bà con cô bác đến với vòng 2 của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay với bài hát Thương Quá Việt Nam. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng với ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xó tàng sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xinh như má thắm em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười của em. Nắng lên đi, nắng lên hồng dù mà xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa thơm ngát thấy giang đêm buồn. Hoa trên đời, hoa trên môi, ôi thương quá cánh hoa Việt Nam. Anh hai ơi, hôm nay á, anh rủ em về miền Tây An Giang quê anh chơi á, anh có cái món gì anh đãi em ăn không? Món anh là mắm, mắm cá linh sống đó em. Vậy hả, em nghe đặc sản là mắm cá linh phải không? Đúng rồi. Em thèm lắm rồi, anh đãi cho em ăn nha. Ngon lắm, ngon lắm. Ok anh, cảm ơn anh nhiều nha. Trăng sáng ngời trên môi hoa, trăng lên tiếng hát vui đêm già. Trăng sáng ngời trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sâu. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đêm bóng mát cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui, ôi thương quá ánh trăng Việt Nam. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng xa. Thắp tim lên, thắp cho tình người dày trong ta. Thắp tim lên, thắp cho mặt trời dày trong ta. Yêu thương người, yêu thương ta, yêu luôn những thú hoang rừng già. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Bà con cô bác ơi, hôm nay Ngôi Sao Miệt Vườn vui không ạ? Chúc mừng Hưng và Tài đã hoàn thành phần thi của mình. Thường đó là ai mà khớp khớp là nhìn Khương Dừa. Thì ra lúc Khương vừa đi lên rồi tôi thấy nó vẫn còn ngồi nhìn say đắm phía dưới. Thì ra là nhìn vợ, nhìn vợ. Vợ là động lực để cho chàng ta hát đúng lời. Còn Tài thì đang kiếm vợ không biết đâu. Chàng Tài vợ tôi đâu rồi. Vợ quên ơi, giờ này em ở đâu? Một anh á thì vừa hát vừa nhắc cho anh kia
giọng của Hưng là hay rồi, giọng hay, phát âm rất là chuẩn. À, có điều là lo, cũng lo cho bạn, sợ bạn quên, mà nếu bạn quên là đi luôn, sợ cho nên là dìu bạn. Còn Tài hả, qua đây thì mới thấy là Tài, sở trường của Tài là giọng cổ. Cái đó cũng là một cái niềm đam mê của mình thì cũng là hay. Tuy nhiên nó là một cái khuyết điểm nha Tài. Tự nhiên vô chung kết, mình được vô chung kết, cái mình hát cái bài tân nhạc không được, cho nên sau này nên tập những bài khác nữa. Bạn cứ sao sao á, bạn giống như bạn sao sao á. Anh ơi, được mà, em đừng thấy đáng yêu vô người cũng tại vì anh tặng bông và anh khó. Tại cái cây bông hồi nãy là Minh Nhí đưa cho bạn ấy vào vòng trong, nhưng mà thật ra là rõ ràng lúc bạn thi cái tiết mục kia rất là ấn tượng, đúng không quý vị khán giả? Rất ấn tượng luôn và rất hay luôn, giỡn với em thôi. Anh biết là không phải sở trường của em. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em. Nói chung á là tiếp theo lời anh Minh Nhí, đầu tiên là Phước Hưng đó, thì là lo lắng cho anh Tài. Anh chàng ta vừa hát mà vừa nhìn qua giáo giác kiếm người này người kia, tập trung nhớ lời. Ôi nó đáng yêu vì sao á. Những cái hình ảnh này nó đẹp lắm, nó rất là chân phương, nó rất là mộc mạc, nó rất là thương yêu và chia sẻ cùng nhau. Lúc nghe anh Châu Thanh hát bài Thương Quá Việt Nam này mà tăng cổ cũng mê lắm. Rồi cái dài cái soạn viết ra thấy ô xong cái dài dòng quá trời luôn, ca nó không có nhớ. Thì cái rồi cái bỏ quên. Nghe anh Châu Thanh hát dài cái ghi ra một trang giấy dài từ trên dưới dài quá trời. Tàn ca đi ca lễ, ca đi ca lễ hoài, nhiều khi cái nó lộn câu. Thấy chưa, thấy ông tổ ông Linh chưa? Nó mày hả mày? Phải, em phải chịu học thuộc hết là bây giờ vô. Bây giờ lúc đó đẹp điểm đã cho. Không có nghĩ là mình vô. Nói chung là các bạn cũng đã cố gắng rất là nhiều. Rồi bây giờ nhờ ban giám khảo mình gửi hoa để chọn xem bạn nào nhất, bạn nào nhì ạ. Thì bây giờ xin phép nhất nhì thì vẫn còn hai bông nữa lận. Nên cho Thanh xin phép bây giờ tặng cho người em mà đã yêu mến tiếng hát anh. Chúc mừng Tài. Hai người ngày hôm nay không thể bằng nhau được. Rõ quá, rõ mồn một, không thể bằng nhau được. Đâu có bằng nhau đâu anh, đúng cao thấp, cao thấp mà. Đúng rồi, nó cao nghe luôn á. Thật sự mà nói là anh góp ý vậy thôi để mà mình còn hay hơn. Và có những cái trận chiến như vậy là mình tự tin hơn. Cho nên hồi nãy tặng em rồi, giờ tặng cho... Chúc mừng hơn. Cảm ơn chúng mình nhiều ạ. Hoa có chị Ngọc Huyền nữa. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu, dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu. Ở chỗ gì Triều Châu? Nghe tin công tử Bạc Liêu đốt tiền nâu trứng, tỏ ra mình giàu. Con cảm ơn cô Ngọc Huyền nhiều á. Chúc mừng công tử Bạc Liêu. Dạ cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Như vậy là chúc mừng Phước Hưng đã đạt giải nhất tuần này. Dạ và bạn Tài đạt giải nhì. Và bây giờ mời anh Châu Thanh trao giải nhì cho bạn Tài. Dạ giải nhì gồm có một kỷ niệm chương, tiền mặt là 2 triệu đồng và tổng giá trị của các nhà tài trợ là 22 triệu đồng. Và mời anh Minh Nhí gửi giải nhất cho bạn Hưng. Dạ giải nhất của bạn gồm có một kỷ niệm chương, tiền mặt 5 triệu đồng, giải thưởng của các nhà tài trợ trị giá 40 triệu đồng. Chúng tôi vui vẻ, chị Hằng ơi. Chúng tôi vui vẻ. Đem trà đây. Củi đây, có củi đây. Củi đây. Chào quý bà con cô bác, chúng tôi vui vẻ nha. Ngôi sao biệt trường bữa nay vui quá, có được chú Cẩm, chú Cụi với lại chị Hằng xuống làm ban giám khảo luôn. Bà con quát cho một tràng pháo tay ạ. Tâm hồn trống tim không sầu vì ai, màu mắn tháng ấy tóc xòa buông dài. Tất cả những cái nốt luyến lên rồi những cái nốt xuống á thì nó rất là đặc biệt luôn. Chữ nào ra chữ đó, nhịp nào ra nhịp đó, là như là một cái người hát bolero thật thụ vậy đó. Xin cảm ơn em đã đem đến một bài hát thật ý nghĩa.
Dạ, bà con cô bác thân mến, bà con bác nhớ đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hân hạnh nhận được sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, nhà khoa Anna, máy lọc nước Enterprise, Vua Điện Máy và các nhà đồng hành Adnoc Sunka Media, Dana Care, Bánh Tráng Tân Nhiên, Tấn Quân Audio, nhà thiết kế Tâm Huỳnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh và Cà phê Lại Đá. Còn bây giờ, Khương Dừa cùng ban giám khảo và các thí sinh trong chương trình hôm nay xin chào tạm biệt và kính chúc tất cả quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ạ. Ngôi sao miền vườn, ngôi sao miền vườn, vui lắm người ơi, vui lắm người ơi, mời bạn cùng tôi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí, mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi, vui lắm bạn ơi. Tôi tranh tài thử sức thi thố cùng nhau. Hôm nay Khương Dừa tổ chức game show Ngôi Sao Miệt Vườn cho khắp nơi nơi. Cùng vui ca hát đi thăm ngôi sao, cùng nhau giải trí vui hết đi người ơi. Cùng nhau giải trí Ngôi Sao Miệt Vườn.